chào các bạn. Trưa nay mình vô tình đi ngang thấy mấy cây bông tràng với mấy cây linh san được uốn thân rất là đẹp, cho nên mình quay lại review cho các bạn xem. Đây là cây bông tràng đỏ Thái được các học viên uốn dáng bonsai. Cây bên này còn cây này là linh sam, linh sam được uốn dáng nằm cong. Cây này đang có bông ăn ra hoa. Linh sam này là linh sam lá nhỏ. Cái này là các cô chú với các anh học viên học lớp sự kiện bonsai uống đó các bạn. Cây tràng này thì tràng nguyên thủy thô, chưa có được uống. Cây phía bên đó là đã uống rồi đó, bên tràng cái đó đó. Các bạn xem cây này cái dáng xòe ra, bạn tiếp tục có một buổi trưa nghỉ ngơi thật là ngon giấc. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.